Trời ơi cô chú ơi. Ôi, coi tụi nó hồi nãy tụi nó chơi, tụi nó vẽ nhà, vẽ ấy, vẽ đồ chơi này chú nè. Bây giờ đã đi ra ngoài đây hả, bắn súng mới được đời không? Cháy cháy cháy. Con bắn đi. Con lấy nước á, con lại con bắn mấy con vật cành kia kìa. Đi con. Kéo thiệt là nhiều nước bắn tụi nó. Ủa cái cây đó đâu phải của mình đâu, mình nhà mình có mà. Mượn của ai hả? Mượn ai? Mượn của ai hả? Ai? À nhà bà đi đâu rồi hả? Mà sao bà nhà bà đâu con nít rồi bà có đó hay vậy? Thôi con lại con lấy thiệt là nhiều nước cái con lại con bắn cho bán dịch nó đi đi. Để cho nó đừng có. Ôi trời ơi. Rồi đi đi bắn tụi nó đi. Dân chơi cô chú, dân chơi nguyên cái xóm này tới đâu nó cũng đi tới cô chú. Bây giờ hả, người bạn mới của nó là nhà đó đó cô chú, nhà chỗ này nè, người bạn mới. À đi đâu rồi không có nhà thì đi qua chơi nhà người bạn mới. Bà đi đâu rồi có nhà, mẹ đang nói với cô chú là khi nào mà bà đi đâu rồi không có nhà là con đi qua cái nhà bà bạn mới chơi. Đúng không? Chứ mẹ đâu có nói là hiện tại là bà không có nhà đâu rồi chỉnh sửa hoài vậy. À, trời. À trời ơi. Ước rồi. Nào con. Đây nó nghe nè chay, bà bạn mới của chay tên gì á? Con hỏi tên bả chưa? Dạ. Tên gì? Gì? Tên gì? Không mở đó tàu lao rồi đó. Bà bạn mới là hình như là chắc tuổi chắc cũng cỡ bằng mẹ Ngọc hay là lớn hơn mẹ Ngọc nha, mà thương nó lắm. Mỗi lần nó đi ngang qua bả là trời bả cái kiểu của bả giống như vậy. Trời ơi, sao mà chay dễ thương quá rồi bả cưng nó lắm. À, bà ở đây có một mình nên bà lâu lâu quá hả, cháu nội bà, thằng con trai cháu nội tới thăm bà một lần nên là hả bà có một mình nên à, nên bà thích con trai lắm. Rồi có bạn mới rồi cô chú nha. Thôi để mẹ đi vô cho mẹ, mẹ đang cầm cái điện thoại này là mẹ biết mẹ biết mẹ cầm hồi là mẹ rớt cái điện thoại xuống rồi, mẹ đảm bảo với con luôn á. Rồi giờ này cô chú thấy nè, 6 giờ tối rồi đó mà còn nắng tới cỡ này nè đó. Sáu giờ tối mà còn nói cỡ này nè đó, còn cô chú thấy không, nguyên một ngày nếu mà ở nhà không, mà dịch mà ở nhà không thì chay nó đâu ngồi ở nhà đúng không. Nó ra đây nó chơi từ sáng cho tới chiều, là Ngọc phải ngồi ngoài đường một canh, nó từ sáng cho tới chiều ngồi hết ra thì ngồi ra tới ra bãi cỏ ngồi tới ngồi trước nhà tới ngồi vòng vòng. Là bởi vì sao, tại sao nói Ngọc mà sức cái sức đồ mà da đen, lý do sao sức đồ da đen, trời ơi người ta sức người ta phải dưỡng mà Ngọc mà cái trời ơi chay ơi con rắn kìa chay. Chạy bước lại đi. Trời ơi. Nè có con rắn kìa kìa. Đó con rắn kìa. Trời ơi, mẹ đang nói chuyện với cô chú mà mẹ quay á hả? Cái đầu của nó ngôi lên. Trời đất ơi, mẹ hết hồn luôn á, mẹ nổi da gà luôn á, mà cái này là con rắn nước. Đây nè, mấy cái con rắn này nè, để mẹ bỏ điện thoại xuống. Cái con rắn này nè. Cái nhà của con rắn đó là nó ở nằm dưới cái tấm đan này nè. Mẹ đảm bảo với con luôn, mẹ thấy cái con này mấy lần rồi. Bây giờ á là con biết nó đang ở đâu không? Nó đang chui dưới cái, nó đang chui dưới cái đá này nè, nguyên cái cục đá này nè. Bây giờ con dở lên là con thấy nó, mà có con rắn này màu đen nghe chay, là con sẽ khó thấy nó lắm nha chay. Trời đất ơi, hồi nãy mẹ thấy nó ngồi cái đầu lên ngay chỗ này nè chay, ngay chỗ này nè chay, đang đứng kể chuyện cô chú nổi da gà luôn vậy đó. Ừ. mẹ con hết hồn luôn, mà chắc cô chú cũng hết hồn với mẹ luôn á. Chút nữa mẹ edit video, mẹ zoom lên cái đầu của con rắn lên cho cô chú coi. Trời đất ơi, nhưng mà rắn nhỏ xíu à, rắn nó bằng cái tay mẹ về hà chứ nó không cắn đâu, rắn này rắn nước thiền khô à. Trời ơi, mà nhìn hết hồn. Ngọc là Ngọc sợ rắn lắm nha bà mọi người, Ngọc là Ngọc trùm sợ rắn. Ngọc không có cái gì mà cái con, mấy con gì mà nó giống như là đồi bò sát mà rắn á, trời ơi sợ lắm. Hả, con không sợ hả? Hồi nãy mẹ kể chuyện gì cho cô chú nghe mẹ quên. Ờ kể chuyện mà vụ mà hả, gì đó, xài đồ mà không trắng đó, xài đồ rồi dày rồi sao trắng. Nó cứ đi ngoài đường suốt vậy đó, ngồi ngoài chăm nó mấy tiếng đồng hồ chơi
Rồi sao trắng trời ơi, người ta xài người ta phải dưỡng. Chứ còn mà Ngọc đây nè, Ngọc mới đúng là người thật việc thật nè. Ngọc nói với bạn mấy lần rồi. Ngọc mới là người thật việc thật. Đi đâu ạ? Hả? Nó giờ qua nhà bạn mới chơi nữa hả? Ủa nó nghe. Tại sao cây súng của người ta mượn chơi xong không trả lại cho người ta dục ở đây? Bước lại đây. Bước lại, tao đếm từ 1 tới 3. 1 2 Con mượn ở nhà ai con đi trả đúng cho người đó, xong rồi con mới được bỏ đi chỗ khác chơi. Mượn của ai? À, không những mà Ngọc canh chay nha. Có bà đi đâu rồi, bà ngồi ngoài đường mà canh luôn. Bà sợ là hả, lâu lâu Ngọc đi ra đi vô, Ngọc trả lời điện thoại, Ngọc làm order này kia hết nọ, không có ai thay thấy. Cô nói là thank you very much. Oh, she said it was yours. It's not mine. No? Bà nói không phải của bà gì, con lấy ở đâu chay? She said she took it from outside of your house. I don't know. Yeah, maybe. Đó, bà ngồi, bà nói, bà ngồi cái bà. Bà hỏi hả, mà bà hỏi Ngọc là mày có canh đó không? Dạ, nó con đang ngồi đây, con coi nó đây bà ơi. Trời, tối ngày nó cứ sợ, bà cứ sợ quên lộn nó. Sorry, bà cứ sợ là Ngọc không có canh chay, bà ngồi bà canh phụ. Hai người rảnh lắm đó, ngồi ngoài đường canh vậy đó. Đó đứa, hai người là bà rạch ngồi bên đây, Ngọc ngồi bên kia. Đó cái ghế của Ngọc đó mọi người thấy không? Đó cái ghế đó là cái ghế mà nhìn ra tới canh chay đó. Rồi đó giờ đi qua nhà người bạn mới của nó rồi nè, thấy không? Đi kêu gõ cửa anh ta đó. Tuyệt đời không? Hả? Yeah. Trời, bà đi đâu rạch thấy Ngọc quay phim mới nói là hả mày quay mấy con dịch đứng ngoài kia. Dễ thương. Đó còn lắc kỳ thỏ vậy sao nó không đen cô chú? Vô thấy lắc kỳ không? Đen thui thui lụi ra ngoài đường tối ngày đen dữ. Tính là Ngọc còn trắng hơn lắc kỳ đó nghe, chứ đừng có nói Ngọc đen nha. Trắng hơn lắc kỳ á. Thế nè, coi nè. Phải không? Mấy Ngọc trắng hơn lắc kỳ không? Hải là ký. Ôi trời đó, thấy chưa? Con này kỳ thiệt cái chứ. Bởi không bao giờ muốn đụng nó như vậy á. Nó giỡn dữ lắm. Giỡn dữ lắm, người ta giỡn với nó mà nhiều lúc cái móng tay của nó giỡn với mình lại đó mà nó quào cho mình đau muốn chết luôn vậy. Thôi không giỡn đâu. Giỡn dữ lắm. Giỡn với nó là mình chỉ có là trầy da mà tróc giải thôi chứ còn không có được gì hết á. Đó về nè, về chạy lấy tiền chạy về đó kìa. Không phải ngồi đó, suốt cuộc đời một người mẹ là suốt cuộc đời ngồi ngoài đường để chờ con đi chơi về. Không. Lắc kỳ được không? Trời ơi, không giỡn như nó quào á nha, giỡn như nhẹ ha nha. Đó, cái chân của con, và con chơi phấn nó đưa nguyên cái chân của con bây giờ nó nám luôn rồi kìa chơi kìa. Phấn đó, con chơi với phấn đó. À, lắc kỳ hửi con ha. Bây giờ con với lắc kỳ chụp tấm hình mày coi cho gần 1, 2, 3, chi. Sao rồi, không chơi lắc kỳ hả? Đúng rồi, lắc kỳ lúc nào cũng chứ nó chơi vậy không mà nó ngồi xa xa hết ra. Nó quào mà công đau nó chứ không gì. Nó ưa vậy đó. Giỡn với nó giỡn thì giỡn dữ lắm. Mà có cái nó giỡn, móng tay của nó đau thôi à. Hả con ha? Rồi hai mẹ con ở Mỹ, cuộc sống Mỹ vậy nè cô chú nè, lang thang. Yeah. Giờ con ngồi thương không cô chú? Trời ngoan ngoan quá à, thôi á. Ăn cơm rồi ăn chuối. Từ hồi sáng giờ cô chú nhà bây giờ là đúng rồi, con ăn hết cơm luôn. Con ăn hết thịt luôn, mẹ cho con hai cái cục sườn bự mà con ăn hết luôn. Trời ơi, em là bắt đầu là từ ngày hôm qua hôm kia là bắt đầu là không có cho em ăn bất cứ một cái cục kẹo nào nha cô chú nha. Em có năn nỉ tới mức độ nào cũng không cho ăn nữa nha cô chú nha. Tới lúc phải nghỉ rồi. Nên là hả, từ hôm qua tới nay là hả, có đòi kẹo cũng không cho, có xin cũng không cho, mà giờ cũng không có nhớ. Nghỉ rồi. Hồi tối này là mở cho nó một cái video coi. Đây nè, mẹ cho con coi cái video đó, khi mà con ăn sugar á thì sẽ làm cái gì hư. Cái nào? Cái răng rồi gì nữa. Ê đừng có điếc đó, đừng có điếc đó, phủi nó xuống, thổi nó xuống. Đúng rồi. À khi mà ăn kẹo thì cái gì hư? Bị hư hại cái gì? Răng rồi gì nữa? Rồi gì nữa? What else? What about what else? Your brain.
your brand too, right? Là khác. À, không vui, không vui, không cười. Giờ 2 năm giờ chiều á hả, là vô nó có mấy cái xét này á, là nó không có nắng dữ, chứ còn cái thời tiết mà cả chừng mà 12 giờ 1 giờ á, nó nắng dữ lắm. Giờ là nó mát rồi đó. Nó ngồi ngoài đường từ sáng tới chiều nha. Lucky. Thôi, không có chơi Lucky đâu, Lucky wow đau. Hồi chiều hồi trưa nãy hả, nó có thằng bé kia tắm, cái nó chạy lên vô thay đồ ra tắm với thằng bé đó. Rồi à, nãy con với cô nó vẽ hả? Mà ở trong nhà có phấn á, con muốn lấy phấn ra vẽ không? Muốn lấy không? Mẹ vô mày lấy phấn cho con vẽ nha. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Ok.